Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay mình lại làm một cái video nữa để giới thiệu cho các bạn về một cái cây giống đang được mệnh danh là cây vàng xanh của núi rừng. Đó. Thì các bạn đang nhìn ở bên đây là mình đang ươm và nhân giống phát triển cái giống cây là cây đàn hương, và cây này đang đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao, được mệnh danh là cây triệu đô. Cây này là có thu nhập rất là ổn định đối với người trồng. Mà liệu ở tại Việt Nam thì hiện nay là chưa có cây to, bởi vì là nguồn gốc xuất xứ của cây này là từ Ấn Độ đem về, và tất cả các hạt giống ươm giống từ trung tâm cây giống Tam Đảo cũng được chuyên gia Ấn Độ đem từ nước ngoài về. Đó, đem từ trực tiếp Ấn Độ về và ươm giống, nhân giống và phát triển tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Các bạn đang nhìn ở đây là cây giống đàn hương. Đấy, cây này thì chúng ta áp dụng vào để làm hương liệu, mỹ phẩm, đấy, nước hoa và rất nhiều các ngành nghề khác nhau nữa, và đặc biệt là gỗ của gù hương là đem lại gỗ của đàn hương đem lại một cái mùi thơm rất đặc trưng. Thì các bạn đang nhìn ở đây là cây đàn hương chúng tôi đã gieo trồng và ươm giống đang rất thành công. Tất cả các cây đã được từ 5 cặp lá cho đến 7 cặp lá rồi, và cây giống này hiện nay là chỉ cần hơn một tháng nữa là chúng tôi đã xuất được ra ngoài thị trường và đem lại giá trị kinh tế rất cao đối với người trồng. Nếu như bạn có thể đi đầu được trong cái lĩnh vực cây giống đàn hương này, các bạn có thể nghiên cứu và tìm hiểu thêm thông tin ở những cái kênh VTV hoặc là những cái kênh VTC16, đấy, những cái kênh nông nghiệp đại chúng, để biết thêm những cái thông tin xác nhận, xác thực về cái giá trị dinh dưỡng của cái cây giống đàn hương này. Đó. Các bạn đang nhìn ở đây là những cây đang phát triển rất tốt và trung bình có chiều cao từ 15 đến 25cm. Đấy, ở đây là toàn 15-17. Có những cây đã phát triển tốt lên đến 25cm. Đó, các bạn nhìn cây rất phát triển rất tốt. Và để đặt giống và mua giống chuẩn ở những cái trung tâm cây giống uy tín thì các bạn nên chủ động liên hệ với chúng tôi hoặc những cái cơ sở uy tín, để tránh tình trạng mua phải những cái sản phẩm cây giống trôi nổi ở bên ngoài không đảm bảo chất lượng. Đấy, rất nhiều người mua những cái cây giống không đảm bảo chất lượng, bởi vì là ở Việt Nam hiện tại này là cây to nhất thì cũng chỉ trồng được 3 năm đến 4 năm và không có cây to hơn. Và chúng ta mới phát triển ở gần đây từ những năm 2016-17 đến nay còn chưa có cây to ở Việt Nam. Đấy, giống đặc trưng và nguồn gốc của cây này là từ Ấn Độ. Đó, để giới thiệu cho các bạn biết kỹ càng về cái giống cây đàn hương này. Mọi chi tiết mua cây giống thì xin mời các bạn liên hệ trực tiếp theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình là 0798 414 414. Các bạn có thể add Zalo để hỏi trực tiếp về cây giống và cũng như để được các kỹ sư nông nghiệp tư vấn cụ thể về từng dòng giống, cũng như là kỹ thuật trồng cây và chăm sóc sâu bệnh cho cây, và chúng ta trồng cây đàn hương như thế nào để đúng khoa học, để sớm thu hoạch được những cái kinh tế cho bà con. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.